Dự kiến năm nay Đà Nẵng sẽ có 1.311 thanh niên nhập ngũ. Dịp Tết Nguyên đán cổ truyền cũng là lúc các địa phương hối hả nhộn nhịp, chuẩn bị cho lễ giao nhận quân, tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ, mùa xuân, mùa tổng quân đã thực sự trở thành ngày hội của tình yêu quê hương, đất nước. Bà Phạm Thị Hương, trú tổ 72, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu có 4 con trai. Bà trong số đó đã và đang phục vụ tại ngũ. Năm nay, cậu con trai còn lại vừa tốt nghiệp đại học sẽ theo gương các anh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Những ngày cuối năm, cả gia đình dọn nhà đón Tết, cũng là lúc bà tranh thủ dặn dò, bảo ban con chuẩn bị cho bước ngoặt mới của cuộc đời. Vì truyền thống gia đình, cho nên cô động viên cho con là đi cho hoàn thành nhiệm vụ, làm sự việc tốt, nhà nước vô, đón vô, mình phải làm cho hoàn thành. Là sát nhiệm vụ là tốt thôi, mình là thanh niên mà, mình phải gương mẫu, cho nên mình phải đi thôi. Qua lời kể của anh em thì trong môi trường quân đội thì cũng có gian khổ mà mình, nhưng mà có thể rèn luyện được sức khỏe của mình, ý chí của mình, nên là em cũng muốn trải nghiệm môi trường quân đội như thế nào. Đợt tuyển quân năm nay dự kiến thành phố có 16 công dân nữ sẽ nhập ngũ, trong đó có một chỉ tiêu tham gia nghĩa vụ công an nhân dân, còn lại là biên chế về các đơn vị, quân đội thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 5. Dù tiêu chuẩn tuyển chọn công dân nữ rất khắt khe về lý lịch, học vấn lẫn ngoại hình, song các bạn nữ trúng tuyển luôn sẵn sàng để được lên đường nhập ngũ, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, cũng là cơ hội làm rạng rỡ truyền thống gia đình. Được làm bộ đội là ước mơ từ nhỏ của em, nên là khi em quyết định là viết đơn nhập ngũ để mà thực hiện được ước mơ, vả lại là thực hiện được cái niềm tự hào của gia đình. Bản thân em là nữ nên là em biết trong môi trường quân đội tập luyện sẽ khá là vất vả, nhưng mà em sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Các địa phương phải làm ở hai cái phương án. Phương án thứ nhất là nếu không có dịch thì tổ chức theo đúng quy định của Bộ Tổng tham mưu về các bước trong giao nhận quân. Thứ hai, đối với địa phương có dịch thì tổ chức giao quân là trang trọng, chu đáo nhưng mà có rút gọn để bảo đảm công tác phòng chống dịch. Thì có thể nói hiện nay thì các địa phương đã hoàn thành khá kỹ cái công tác chuẩn bị cho cái lễ giao nhận quân này. Tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, tuổi trẻ Đà Nẵng hôm nay luôn nêu cao tinh thần yêu nước bằng những hành động xung kích, sáng tạo và cụ thể, sẵn sàng tòng quân làm tròn nghĩa vụ thiêng liêng, là niềm tự hào của người dân thành phố về thanh niên Đà Nẵng.